Ôi, xin chào công chúa Elsa. Chào tất cả. Mình mua đồ về ở Disney đấy. Ồ, nhiều thế. Đồ gì vậy, bạn Sa Đen Si? Đây là Mimi. Wow, thế à? Thế bạn Sa Đen Si ơi, chúng mình cùng dở lộ ra xem hai chị em mua được những gì nhá. Đây là kẹo. Wow. Vậy à? Ơi công chúa Elsa ơi, hôm nay công chúa đi mua được những cái gì? Thế à, có gì nữa không? Và kẹo chúc và chúc. Wow, thế bạn bỏ ra cho mọi người xem đi. Wow, các em ơi, này công chúa Elsa của chúng ta và bạn Goshi đi chợ mua được cả một cây kẹo chúc và chúc này. Wow, bánh gạo. Đây là bánh gạo các em nhé. Ôi, nhiều thế, từ từ cho các bạn xem mới. Đây, đây là Bim Bim. Wow, đúng rồi, Bim Bim là các em. Đây là Bim Bim ngô các em nhé. Wow, đâu? Ồ, các em ơi, đây là kẹo cà phê nhá. Ồ. Ồ, được rồi, thế công chúa Elsa ơi, bỏ hết cái cả kẹo và Bim Bim lên đây xong mình kiểm từng thứ một nhá. Wow, nhiều quá. Ui, nhiều chưa? Ồ, còn nữa không? Nào, ồ, rất là nhiều nhá. Wow, bà Goshi bỏ đồ lên. Ồ, nhiều chưa? Bà Goshi bỏ đồ trong cái bóng lên đi. Ồ, nhiều thế. Wow, trong kia nữa, dưới kia nữa, bỏ đồ còn lên đi. Ồ, các em ơi, các bạn Goshi và công chúa Elsa của chúng ta đi mua Bim Bim này. Wow, kẹo này, chất đấy lên. Chả nhìn thấy bạn Silent Sea đâu nữa rồi. Bim Bim che hết cả bạn Silent Sea với cả bạn Goshi rồi. Ồ, nhiều thế. Còn nữa không? Wow, vẫn còn cơ. Nhiều chưa? Trời ơi, mua được hết nhiều tiền lắm nhỉ. Nhiều quá, nhiều quá. Ui dồi ôi, khủng chưa? Ui, vẫn còn à? Hết chưa? Chưa. Túi thạch sau câu. Rất là to. Lại Bim Bim nữa kìa. Cái kẹo gì đấy? Kẹo. Dâng lên xem nào bạn cô gì? Kẹo sô-cô-la. Kẹo sô-cô-la. Ui, lại bẩn rất là nhiều cái lọ kẹo nữa kìa. Nhiều thế. Hết chưa? Wow, thế bây giờ chúng ta cùng kiểm các em nhé. Nào, các em ơi, bây giờ chúng mình cùng kiểm xem công chúa Elsa và bạn Goshi của chúng ta đi mua được những gì nhé. Rất là nhiều Bim Bim ngô. Bim Bim lạ thế. Các em ơi, đây là một loại Bim Bim ngô nhé. Đậm đà vị bắp các em nhé. Rồi, chúng ta sẽ ở đây nhé. Còn đây là gì đấy? Đây là cũng là Bim Bim bắp các em nhé. Hai quả. Bim Bim sô cô la. Để ra đây nhá. Hai gói này. Hai gói này. Bim Bim tôm nhá. To quá. Các em nhìn gói Bim Bim này đẹp không? Để đây nhá. Bao Bim Bim gì đâu? Đây là Bim Bim Boca nhá. Bim Bim Boca này các em này. Rất là nhiều loại Bim Bim nhá. Còn đây là gì đây? Đây cũng một loại Bim Bim nữa. Bim Bim này lạ thế. Vị muối các em nhá. Nhiều thế. Đây là Bim Bim gì? Bim Bim mực nướng các em nhá. Nhiều thế nhỉ đấy. Còn đây là Bim Bim gì đấy nhỉ? Đây là Bim Bim bao. Đây là Bim Bim chip chip các em ạ. Bim Bim này ăn vừa giòn. Đấy, vị vừa lại giòn tan các em nhá. Ăn hoài mà không ngán. Sao lại hay thế. Rồi đây là Bim Bim gì đây? Đây là bắp rang các em ạ. Còn gì nữa không nào? Chúng ta sẽ bỏ Bim Bim ra đây nhá. Nhiều Bim Bim quá, nhiều quá. Còn đây là gì đây? Các em ơi, Bim Bim vị phô mai này. Cái miếng phô mai trông ngon thế làm sao. Thích quá. Thì mình phải ăn thử cái này nhá. Rồi. Đây là gì? Đây là gì? Bim Bim gì đây? Bạn sao để gì biết không? Các em ơi, Bim Bim sườn nướng nhá các em nhá. Ngon quá. Rồi, còn gì nữa đây? Đây một gói Bim Bim vị bò nướng các em ạ. Đây là một túi bánh gạo nhá. Rồi. Đây là Bim Bim ngô này. Nhiều kinh khủng luôn. Đây quá này lạ rồi các em ơi. Đây là kẹo gì đấy? Bimete à? Kẹo này kẹo nước ngoài nên là ba không biết cách đọc các em nhé.
nhân sô cô la này. Em ơi, các em nhìn cái hình ảnh viên kẹo này. Wow, bên ngoài ấy, bên ngoài nó là bạc hà nhá các em nhá. À, ăn thì rất là thơm cổ và mát họng em ạ. Còn bên trong nó là sô cô la này, rất là ngọt và béo các em nhá. Ồ, ngon cực kỳ luôn. Chúng ta hãy khám phá bí mật ở bên trong này không? Rồi, rồi chúng ta sẽ để nhá. Bạn Sanisi ơi, bạn mua mấy gói này? Hai gói. Đâu, đâu gói nữa? Wow, bạn Sanisi của chúng ta đã nhớ nhá, là mua hai gói này đấy các em ạ. Wow, rất là ngon. Rồi, chúng ta sẽ để đây và chúng ta sẽ khám phá tiếp nhá. Nào, đây là gói gì đây? Ồ, các em ơi, đây là gói kẹo sô-cô-la vị cà phê đấy các em ạ. Ồ, các em nhìn viên kẹo ở ngoài này này, miêu tả này. Bên trong đó là sô-cô-la đấy. Bên ngoài thì là sô-cô-la lẫn với cà phê đây này. Wow, ngon quá. Chỉ cần nghe nói thôi mà đã chảy hết nước miếng rồi các em ạ. Đâu, mấy gói, bạn Sanisi muốn mấy gói này? Một gói à? Wow, một gói này thôi nhá. Còn đây, đây là kẹo chiu các em ạ. Đây là kẹo nhai đấy. Đây cũng là kẹo sô-cô-la phải không bạn Sanisi? Ôi bạn Sanisi, bạn mua cái này có đắt không? Có. Ồ, rất đắt đấy các em nhỉ. Wow, chắc là quán này cũng phải mắc tiền lắm đấy. Ôi bạn Sanisi ơi, sao hôm nay bạn đi mua nhiều bim bim, nhiều kẹo, nhiều thạch và nhiều bánh thế? Đúng, mua về để ăn thử. Ồ, là gì ra bạn Sanisi của chúng ta mua các túi kẹo với cả túi bim bim, túi thạch, rồi thì là kẹo cà phê này này, về để ăn thử và cảm nhận đấy các em ạ. Ồ, thích quá. Rồi, cùng xem nhá. Ồ, các em ơi, đây một gói thạch rau câu là bạn Sanisi mua này. Ồ, gói này rất là nặng đấy, phải 1-2 cân gì đấy các em ạ. Đâu rồi? Ồ, đâu rồi, kẹo này đâu hết rồi, đâu hết rồi? Ồ, nhiều lắm cơ mà. Ồ, nhiều thế. Wow, các em ơi, những thanh kẹo này, đây là kẹo gì nhỉ? Chúc ba chúc các em ạ. Ồ, sô-cô-la sữa nhá, đậm vị sô-cô-la hơn các em ạ. Ồ, quả là ngon. Ồ, nhiều chưa? Chúng ta còn xếp bên đây nhá. À, chúng mình đâu cái khay của nó đâu? Bỏ khay vào đây để cắm vào chứ. Các em ơi, các em đã bao giờ thấy nhiều kẹo chúc ba chúc như thế này chưa? Ôi, bạn Sanisi của chúng ta này, mua về ăn thử và cảm nhận gì mà mua nhiều thế này. Nhiều thế. Đấy, wow, các em ơi, xếp thành một dãy dài này. Ồ, không phải cái khay đấy đâu. Ồ, một dãy dài nhỉ. Ồ, nhiều không? Xếp vào đây, còn nữa không? Còn nữa không? Xếp vào đây, nhìn lại. Ồ, wow, thế này thì có lẽ là các bạn ấy sẽ không nhìn thấy mặt các bạn ấy đâu hết đấy. Và xếp vào đây. Ồ, đổ rồi. Xếp vào, nó còn nữa, xếp ở dưới thôi. Xếp ở dưới thôi con ạ. Xếp ở dưới mà. Lại còn xếp lên trên kìa. Ồ, hai bạn ấy siêu chân, còn xếp lên trên nữa chứ. Ồ, bạn Sanisi xếp giỏi chưa? Ồ, đổ này, chuẩn bị đổ này. Ồ, đổ này. Ồ, giỏi thế. À, ba cứ xếp thử nhá. À, các em ơi, thử xem ba có xếp giỏi không nhá. Ồ. Ồ, đổ rồi. Ồ, đổ hết rồi. Rồi, xếp thử nhá. Wow, xem ta chồng này. Wow, lại đổ. Siêu chưa? Một. Hãy xem đấy. Wow, đổ rồi, bạn Sanisi đổ rồi. Nhiều kẹo chưa? Ấy, giỏi chưa? Ba giỏi chưa các em? Này. À, giỏi quá. Ô, xếp ở dưới thôi, xếp gì cao thế? Hai tầng thôi. Hai tầng là được thôi. Hai tầng nhá. Wow, các em ơi. Em nhiều kẹo chưa? Ồ, các em thấy nhiều kẹo chưa này? Kẹo nhiều và cao quá. Ồ, rất là nhiều nhá. Nào, bạn Sanisi ơi, bây giờ chúng ta sẽ cho vào khay này nhá. Và chúng ta thử đếm thử xem có bao nhiêu cái kẹo nhá. Rồi, chúng ta cùng đếm nào. Một. Rồi, đưa đây. Hai. Ba. Hai. Rồi. Ba. Rồi. Năm. Sáu. Đếm cẩn thận vào. Một, hai, ba, bạn đếm lại nhá. Đếm sai rồi. Hai, ba. Nào, đếm đi, đưa đây. Nào. Một. Rồi. Hai. Rồi. Ba. Ok. Năm. Ok. Bốn. Rồi. Năm. Rồi. Ok. 7. Tiếp tục đi. 8. Rồi. 9. Rồi. 10. Đâu? 11. Ô, giỏi thế, bạn Sanisi đếm giỏi thế. 12. Ô, bạn Sanisi đếm giỏi quá nhỉ. Tiếp tục đi, vẫn còn đây này. 12 rồi. Tiếp. Đến bao nhiêu? Đưa đây, bà xếp vào đây. 12 rồi, 13.
13, đếm tiếp, 13. 1. 1 à? Rồi. 2. Rồi. 3, 4 rồi. 3. Ôi chết, đếm lại. Vào đây. 1, 2. 2. Ôi trời ơi, đếm sai rồi. Nào, đếm lại. 1. Rồi. 3 rồi. 4. 5. 6. 7. Ô 7 à? Con không? Không. Ồ, các em ơi, một khay này là bao nhiêu đây? Khay nào là 10 nhá. Và đây là 7, là 17 cái đấy các em ạ. À. Ồ, nhiều thế. Đang 4. Ồ. 17, 17 nọ chút ba chút đấy. Thôi, bây giờ thì chúng ta sẽ bóc thử. Bóc ra và ăn thử và cảm nhận nhé các em nhá. Chúng ta phải bỏ hết cái này ra để ok, được rồi. Các em ơi, các em hãy cùng theo bạn Silency nhá. Bạn ấy hôm nay mua rất là nhiều bim bim các em như này. Bim bim của các bạn ấy đấy. Che hết mặt luôn nhá. Ồ, nhiều chưa? Nhiều chưa? Ồ. Đây. Kinh chưa? Không thấy bạn Silency đâu. Không thấy bạn Silency đâu cả. Sợ chưa? Ôi. Che hết mặt rồi. Bạn Gonsi đâu? Che cả bạn Gonsi luôn này. Này, các em ơi. Đấy. Đấy. Sợ chưa? Ồ các em ơi, nhìn này, bánh kẹo chết bạn Silency. Không biết bạn đâu rồi nhỉ? Bạn Silency đâu rồi? Bạn Silency rồi. Bạn Silency kia bị chèn lấp hết rồi. Các em ơi, cùng theo dõi video của bạn Silency nhá. Bạn ấy mua rất là nhiều bánh kẹo để ăn thử và cảm nhận đấy các em ạ. Hôm nay rồi bây giờ thì chúng ta sẽ ăn thử và cảm nhận kẹo chúc mặt trước các em nhá. Rồi các em ơi, hãy đón xem ở video ăn thử và cảm nhận của bạn Silency chúng ta nhá.